nhạc phẩm tình qua giọng hát của Ngọc Châu. Chúng ta cho Ngọc Châu một tràng pháo tay. Hôm nay là con phải chào cho đủ mọi người hết. Con xin chào quý sơ, quý thầy, quý cha, các bác và các anh chị. Xin chúc quý vị một bữa ăn thật ngon và đầy ấm cúng. Là cho dân.